Cần lưu ý là hãy nhớ cho kỹ, đối với Bắc Hàn, tức là thằng nhóc mập đó, là chưa từng có một lần, mà coi như là thử cái hỏa tiễn của mình, rồi cộng với lại cái đầu đạn nguyên tử, chưa từng có một lần. Cho nên tôi nói là, nói chung thì như tôi đã từng nói rồi, nói đến cái vấn đề mà sự đe dọa hạt nhân nguyên tử từ Bắc Hàn đó, giống như là mình tính cua trong lỗ, mà là giống như là cua trong lỗ, mà cái lỗ đó là cái lỗ vào và mùa hè, khi mà cánh đồng có thể nói là đã bị nứt nẻ ra và tất cả mọi cái hang cua đã không còn nước nữa, nó khô cứng như vậy thì gần như là không còn có con cua nào hết đó. Cái điều đó là một lần nữa tôi lại quay lại là gì, tôi lại kết luận đây là một cái bullshit chứ không phải là một cái bullet đó. Rồi đi thêm một cái bước nữa là mình phải nói đến cái sự mà hổ thẹn đến cái mức độ mà cái thằng nhóc mập không có riêng một cái máy bay của hãng hàng không của mình, chưa nói đến là một cái máy bay tự chế của Bắc Hàn, mà đây là nói là một cái máy bay của hãng hàng không của riêng Bắc Hàn thôi, cũng là chưa có, là phải nhờ cái máy bay của Trung Quốc đưa cái thằng nhóc mập qua từ bên Bắc Hàn để mà qua bên Singapore. Nên tôi nói ra đó một cái điều mà ai nhìn vào thì cũng thấy đây là một, không những là chỉ là một cái bullshit, mà đây là một cái super 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 big bullshit đó. Giờ hãy nói nó như này, mình nghĩ một cái tổng quát là gì, giờ cộng lại cái hỏa tiễn mà gọi là xuyên lục địa đó và cộng với lại cái kỹ thuật nguyên tử, thì tôi vẫn nghĩ là gì, với cái kỹ thuật đó, nó còn khó hơn là cái kỹ thuật có thể làm ra một chiếc máy bay đó. Cho nên tôi mới nói là đây, với cái dữ kiện đó, chúng ta lại thấy một lần nữa đây là một cái tôi nói là super bullshit, mà chẳng qua lại là một lần nữa tôi lại khẳng định là gì, đó là một cái game, tức là trò chơi chính trị của các cường quốc đem ra chơi với nhau và muốn áp đặt lên cho những cái nước nhược tiểu và cái đám mà cầm quyền nó ngu xuẩn, như là cái đám mà cầm quyền của nhà họ Kim bên Bắc Hàn đó. Tại vì tôi phải bực mình tôi nói như vậy là tại sao? Tại vì tôi nói thật sự là với ví dụ tôi là một cái thằng công một cái thằng nông dân ở Bắc Hàn đi, thì tôi nói thật là tôi phải buột miệng ra để mà tôi chửi là không biết là tôi làm cái con cặc gì mà cái đám cường quốc là cứ phải vây hãm để mà giống như là bao vây kinh tế, trừng trị kinh tế để cho tôi buộc là phải coi như là cơm thì không được no và áo thì không được ấm, như là cái tình trạng Bắc Hàn ai cũng biết rồi, tức là mọi người đều biết là gì, cái vấn đề ở Bắc Hàn nó bức xúc đến cái mức độ là gì, là cái chiều cao của người dân của họ so với Nam Hàn là đã bị thấp hơn là đâu đó là khoảng cỡ là 3 inches, tức là nằm đâu đó là khoảng cỡ 7 đến 8 phân. Cho nên tôi mới nói là đây là một cái điều hết sức là sỉ nhục và nó hết sức là man rợ đối với các cường quốc mà chơi những cái trò chơi gọi là cấm vận kinh tế như vậy. Cho nên ngày hôm qua tôi đã từng kết luận cái câu là gì, rất là đúng đắn ở góc độ tôi nhìn, là không cần biết đó là bằng cách này cách khác, bằng cái cấm vận kinh tế, chính trị hay là về vũ trang, nhưng mà một khi mà có những cái sự ảnh hưởng một cách trực tiếp bởi người dân vô tội đó, thì tôi cho đó là những cái trò man rợ đó. Cho nên tôi mới nói đây là một điều hết sức đáng buồn, nhưng mà may mắn là hôm nay thì tôi nghĩ là đây là một cái bước tiến hết sức là quan trọng để mà có thể nói là chấm dứt những cái trò mà tôi gọi là cái super big bullshit ha. Rồi bước qua thêm một khía cạnh nữa để cho có thêm chứng minh để cho mọi người thấy là gì, cái này nó lại càng thêm bullshit là gì, là chúng ta hãy tưởng tượng lại cái cuộc chiến tranh Iraq
vào, hình như là vào đâu đó là ngay đầu thập niên, hình như là 1991, 91, 92 gì đó. Đúng rồi. Thì tôi nói là cái khoảng thời gian tôi không nhớ kỹ, nhưng mà tôi biết chắc là cái cuộc chiến Iraq là tôi nghĩ là vào đâu năm năm 92. Thì tôi nói là vào lúc đó, cách đây là đã gần 30 năm, thì mọi người đã được chứng kiến, tức là chính mắt tôi thấy trên truyền hình, khi tôi thấy một cái hỏa tiễn mang đầu đạn của Mỹ, tức là hình như là có cái tên là Patriot, thì tôi nhìn thấy cái hình ảnh mà cái hỏa tiễn này, tức là đi xuyên qua cửa sổ của một tòa nhà bên Iraq, rồi đi vào trong, rồi mới bắt đầu nổ tung một cái tòa nhà đó. Thì đấy là một cái hình ảnh mà chúng ta phải lưu ý không? Thì hãy nhớ là như thế này. Hãy cứ thử tưởng tượng coi. Mọi người hãy cứ thể suy nghĩ là sau 30 năm trời, thì cái kỹ thuật của Hoa Kỳ nó đi đến mức độ tinh vi như thế nào và chính xác như thế nào. Đó, cách đây gần 30 năm thì đã là có khả năng điều khiển cái hỏa tiễn của mình lọt qua một cái cửa sổ để mà nổ tung ở bên trong. Còn riêng và đối với Bắc Hàn đó, thì cái hỏa tiễn của cái thằng nhóc mà bắn lên chẳng qua là giống như là nhắm cái tọa độ để bắn như vậy, nhưng mà sau đó hoàn toàn không có cái sự kiểm soát. Tức là nếu cần cái sự kiểm soát đó, là phải có riêng một cái vệ tinh của mình, rồi phải có, nói chung là cái hệ thống liên lạc giữa mặt đất và cái vệ tinh của mình một cách rất là lẹ. Cho nên tôi nói là với cái thằng nhóc mập là Kim Jong Un đó, là hoàn toàn chưa có cái khả năng để mà người ta gọi là cái guided missile, tức là một cái hỏa tiễn có thể điều khiển được, tức là controllable, tức là có khả năng mà kiểm soát từ dưới mặt đất đó. Cho nên tôi vẫn nói đây lại một bằng chứng nữa cho chúng ta thấy là gì, cái sự đe dọa về vấn đề nguyên tử hạt nhân từ bên Bắc Hàn, nó là một cái gì, là một cái super big bullshit đó. Cho nên tôi nói ngày nay đó, với kỹ thuật cách đây 30 năm mà khả năng của Mỹ đã có thể là đưa một cái hỏa tiễn lọt qua cửa sổ để mà nổ tung ở bên trong tòa nhà, thì bây giờ tôi nói thật là đối với cái thằng nhóc mập đó, nó thực sự là không cần phải bắn cho nó chết, mà nếu mà cần đó thì là thậm chí là bắn cho nó nát một hòn giấy đi, có thể là cũng có thể làm được, chứ đừng có nói là phải bắn cho nó chết. Không cần bắn nát luôn cả hai hòn giấy, nhưng mà bắn nát một hòn giấy thôi là có thể làm được. Với cái kỹ thuật của Mỹ, tôi nghĩ là bây giờ chúng ta có thể làm được điều đó. Nói chuyện tôi phải nói là, nói chung một lần nữa thì là cái cuộc mà điều đình cái thỏa ước ngày hôm nay đó, thì tôi phải nói là rõ ràng nó giống như là một cái màn kịch thôi, chứ thực sự là tôi nói là hoàn toàn không có cân sức giữa hai bên. Và đặc biệt như tôi nói rồi, thì đối với lại một khi đó mà cả giám đốc tình báo của Hoa Kỳ, đó là ông Mike Pompeo, mà Mike Pompeo đã đến gặp ngay cái thằng nhóc mập, thì tôi nói là cái lúc mà ông ta còn làm giám đốc CIA đó, bây giờ thì ông ta đã là ngoại trưởng rồi không? Cho tôi nói là khi đó thì tôi đã nhìn thấy được là nói chung là cái trò chơi này đã đến hồi kết thúc đó. Thì tôi cũng hy vọng là thôi kết thúc cho nó xong đi, thì để cho nó rảnh tay, rồi mà đôi khi có thể nói là bắt đầu rộng tay kết thúc luôn những cái trò ngớ ngẩn của cái đám cộng sản bên Việt Nam, hay là bên ngay cả Trung Quốc cũng vậy. Nhưng tôi có nói là nếu trường hợp mà tôi thực sự ra với cái quân đội của Hoa Kỳ nằm trong tay đó, tôi nói thật sự ra rất có thể là chỉ cần 3 tháng trời là điều đình xong với cái đám cộng sản Việt Nam, và còn 9 tháng nữa thì nếu mà tôi mượn được cái quân đội của Hoa Kỳ trong một năm đó, thì rất có thể là giải phóng luôn cho người Trung Quốc, tức là không còn bị coi như là nằm kèm kẹp bởi cái đám cộng sản Trung Quốc nữa. Nên tôi mới nói là thôi, thì rất có thể là
cái đám Bắc Hàn là cái bước đầu tiên, rồi sau đó là Việt Nam, rồi kế tiếp nữa đó là cái đám Cộng sản Trung Quốc. Cho nên khi mà tôi ở tù ở Việt Nam trong 3 tháng trời đó, tôi đã từng nhắc với lại, hình như là tôi không biết là tôi có nói trước mặt cái đám Hoàng Liên Sơn hay là Lê Duyến hay không, nhưng mà tôi có nhớ là tôi nhắc với lại những cái người nằm cùng phòng đó. Thì những cái người đó tôi nghĩ là rất có thể cũng là công an. Tôi nói là như thế này, một khi đó mà Mỹ họ đã dàn xếp xong được bên phía Trung Đông đó, thì chắc chắn họ sẽ nhảy qua bên Bắc Hàn trước tiên, rồi sau đó sẽ đến có thể là Việt Nam và Trung Quốc. Và bây giờ không ngờ là những cái lời nói trong tù của tôi như vậy là nó đang diễn ra một cách hết sức là thuận lợi. Thì trước hết là mình thấy là ISIS không? ISIS là xong rồi. Tức là nói chung là đã gần như là bị dẹp 100%. Chưa 100% nhưng mà cũng là đến 95%. Rồi Bắc Hàn thì coi như là tạm xong. Tôi nghĩ là tạm xong. Mà tôi hy vọng là gì? Tức là sau khi Bắc Hàn đó, thì là sẽ là tới là Việt Nam, rồi sau đó là tới Trung Quốc. Nói chung là mình làm sao đó để cho thế giới có càng nhiều nền dân chủ thì càng tốt, để cho nói chung là bây giờ đó thế giới không còn đủ kiên nhẫn, và tôi dùng cái từ là cannot afford to play game anymore. Tại sao? Tại vì chúng ta đã đến một cái giai đoạn hết sức là khốc liệt, phải đưa nhân loại có một cái bước tiến đột phá để chúng ta có thể nói là đối phó vấn đề môi trường, rồi đối phó với vấn đề mà cái nạn là tan băng ở Bắc Cực, rồi đối phó đến những vấn đề chẳng hạn như là phải đưa người lên trên hành tinh đỏ để sống. Như tôi nói là ngày nay chúng ta không còn đủ kiên nhẫn, hay là không còn đủ, có thể nói là we cannot afford, tức là không còn có thể nói là trả giá đối với những cái trò chơi mà tôi cho là nó không phù hợp với lại cái bước tiến của nhân loại ngày nay đó. Cho nên tôi mới nói là tôi cũng hy vọng là những cái lời nói trong tù của tôi khi ở bên Việt Nam đó, nó sẽ trở thành hiện thực. Tức là đó, từng bước một, đám Trung Đông dẹp xong rồi nhảy sang dẹp luôn cái thằng nhóc, rồi nhảy sang có thể là dẹp Việt Nam và Trung Quốc cho nó xong đó. Thì cho nên tôi mới nói là một cách tổng quát tôi chỉ nói như thế này: ở một góc độ nào đó thì tôi vẫn nhìn là gì, nhìn chung tôi nhìn cái đám lãnh đạo chóp bu của bên Trung Quốc và bên Mỹ cũng vậy, khi mà họ có những cái đạo luật rất là man rợ đưa ra để mà giết thai nhi đó, thì tôi vẫn nói là đây là những cái quyết định hết sức là man rợ. Và tôi rất là hy vọng là gì, có một cái phép lạ nào đó để mà biến những cái đám này trở thành những cái quyền lực, những cái nhóm quyền lực, hay là những cái guồng máy lãnh đạo mà không còn man rợ như vậy. Và riêng với đối với Mỹ đó, thì tôi vẫn còn có hy vọng nhỏ nhoi là gì, không những ông Trump từng bước có thể là dẹp bình ổn châu Á liên quan đến Bắc Hàn, Việt Nam rồi Trung Quốc, mà tôi còn hy vọng là gì, ngay bên chính trường của Mỹ thì sẽ dẹp những cái trò man rợ trong cái vấn đề mà tạo ra cái nền tảng luật pháp để mà giết thai nhi đó. Đây là một cái điều mà hết sức là quan trọng, mà nếu mà làm được cái chuyện đó thì tôi nói là rõ ràng đến cả một cái thằng coi như là khó tính như tôi đi chăng nữa thì chắc chắn cũng phải phục sát đất đối với ông Trump đó. Rất có thể là như thế này, có nhiều, đặc biệt là trong cái giới mà gọi là những người mà bảo thủ bên Mỹ đó, thì họ vẫn muốn biện luận là gì, là tuy ông Trump là một người có thể nói là về cái đức độ cá nhân này kia cũng không được sáng giá gì cho lắm, nhưng mà ông ta có thể là sẽ được có thể nói là hối cải và từ từ sẽ trở thành một người lãnh đạo tốt,
và chúng ta nên cho ông ta một cái cơ hội